Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu. Mình là Quyên Lê. Hai chúng mình đang có mặt tại bán đảo Thủ Thiêm phải không Quyên Lê? Đúng rồi, và hiện tại là mình đang đứng tại vị trí mà gọi là anh Sửu bố biết ở bên này là vị trí dự án nào không? Thấy nó rất là đẹp, thường thường đi ngang qua và chắc là Quyên sẽ rành về dự án này hơn. Đúng rồi, đây là dự án Metropole Thủ Thiêm, chủ đầu tư là bên Sơn Kim Len. Thì chắc hẳn là anh Sửu cũng biết rõ về dự án này đúng không ạ? Đúng rồi, là một cái sản phẩm mà của tập đoàn Sơn Kim Len. Yeah, đúng rồi. Ở đây thì có khá nhiều căn hộ nè, shop house khối đế nè, dọc theo cái trục đường của cầu Thủ Thiêm 2 phải không Quyên Lê? Đúng rồi. Đằng sau Quyên đó là cái cầu mà Thủ Thiêm 2 cũng mới khánh thành cách đây một năm thôi. Thì chính vì cái cầu này nó khánh thành thì bất động sản ở đây nó cũng tăng lên rất là nhiều đó anh Sửu. Đúng rồi. Thì Quyên Lê ơi, thì mình có thể là di chuyển ha. Và hiện tại là Quyên Lê và Phước Sửu đang có mặt tại một cái căn hộ, một cái cà phê Highland Coffee phải không? Đúng rồi. Khá đẹp tại Thủ Thiêm. Vì trong thời gian tới đây thì Thủ Thiêm có rất là nhiều cái tiện ích, và đặc biệt là một cái IMAX không Quyên Lê? À đúng rồi anh Phước Sửu. Phước Sửu và Quyên Lê đang đứng tại một cái căn hộ là Metropole. Đây là tòa nhà gì vậy Quyên Lê? À bên này là tòa nhà, mà bên này là bên chỗ thương mại nha, văn phòng. Và cái phân khu của dự án đó là bên chỗ gọi là Crest. Bên Metropole thì có rất là nhiều phân khu. Và cái bên cái vị trí mà Highland Coffee này thì nó nằm ở phân khu của Galleria, là giai đoạn đầu tiên của Metropole luôn. Còn đối diện là cái tòa nhà văn phòng, và bên kia đó là căn hộ, thì nó là phân khu Crest của Metropole ha. Thì ở đây cái sản phẩm là mở bán được bao nhiêu đợt rồi, và tiếp theo có sản phẩm nào tiếp tục trong mở bán trong đợt này không? Hiện tại thì bên chủ đầu tư đang mở bán đó là cái phân khu mà Opus ha. Thì riêng cái phân khu này thì sẽ có bên này tòa nhà văn phòng, căn hộ cao cấp thuộc tiêu chuẩn gọi là 5 sao luôn anh Sửu. Cái giá mà của Metropole thì đang cập nhật thời điểm hiện tại thì Quyên Lê có biết sơ qua để cho quý chị ở đây nắm rõ hay không? Đối với dự án Metropole này thì Quyên rất là rành ha. Đối với cái phân khu mà Galleria này đang chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng ấy mà đã gọi là khách hàng đã nhận nhá anh, thì giá ít nhất cũng là 7.000 đến 8.000 đô một mét vuông rồi. Còn mà cái phân khu Crest mà đối diện bên này, đối diện bên Galleria thì giao dịch cũng là 8.000 đô ha, 8.000 đô một mét vuông là chưa có nhận nhà, là dự kiến năm nay nhận nhà. Còn bên chỗ phân khu mà Opera nữa, cái phân khu Opera mà trước của Opus á, là nó ven sông luôn, ven sông Sài Gòn á, thì rumo cũng đã là 8.000 đến 9.000 đô một mét vuông rồi, là cũng chưa có nhận nhà luôn ha. Còn mà cái giai đoạn mà chủ đầu tư đang mở bán đó là cái phân khu Opus ha. Phân khu Opus thì giá vừa rồi mở bán là ít nhất cũng đã là 10.000 đô một mét vuông, 10.000 đến 12.000 đô một mét vuông rồi anh Sửu. Quá tuyệt vời. Ở đây là một trong những là cùng căn hộ và là cao cấp nhất tại bán đảo Thủ Thiêm này phải không? Đúng rồi anh Sửu. Hiện tại mà nếu mà so với các vị trí dự án khác thì vị trí của Metropole thì rất là ok. Bởi vì sao? Mình có thể đi bên cái chỗ gọi là nó gọi là trung tâm của bán đảo Thủ Thiêm luôn, mà nó rất là gần quận nhất nữa. Mình chỉ cần qua cái cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2 đó là quận nhất rồi. Một phút là đến quận nhất. Chính xác. Và dự kiến sau này sẽ có một cây cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua bên quận 7 nữa không? Đúng rồi. Tương lai của bên Thủ Thiêm này sẽ có nè, cầu đi bộ bắc qua quận nhất là rồi. Thứ nhất. Thứ hai nữa là cầu Thủ Thiêm 3 và cầu Thủ Thiêm 4 nữa là tiềm năng là khu Thủ Thiêm này, quận 2 này sẽ là trung tâm của hành chính luôn. Thì bây giờ là tại Thủ Thiêm này có những cái sản phẩm nào đang chào bán sắp tới và ngoài cái Metropole này không? Anh Sửu ra một câu rất hay. Và hiện tại là các nhà đầu tư rất là quan tâm đến những cái sản phẩm Thủ Thiêm. Ngoài Metropole ra thì chúng ta hãy có thể nhắc đến đó là Thủ Thiêm Sky River của tập đoàn GS Hàn Quốc. Chính xác. Ngoài ra nữa là sau này sẽ có là một cái quỹ đất rất là lớn của tập đoàn Lotte nha anh Sửu. Chính xác. Đó là dự kiến trong năm nay cũng sẽ mở bán luôn. Đó thì quý anh chị là nếu mà quan tâm thì hãy liên hệ vào số hotline của Phước Sửu và Quyên Lê. Chúng mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc cho quý anh chị và đồng thời đưa ra những cái chính sách mở bán mới nhất về những cái dự án đang triển khai trong thời điểm này nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.